Xin chào, mình là Bảo Ngọc từ kênh YouTube B Channel và ngày hôm nay mình sẽ nhắc đến một em điện thoại mới toanh từ nhà sản xuất Samsung, đó chính là Samsung A8 Star. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp và chia tay nhanh em này nhé. Vừa rồi chính là tất tần tật những thứ trong chiếc hộp này. Ngay bây giờ mình sẽ tiến hành đánh giá nhanh em A8 Star các bạn nhé. Và đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế của máy. A8 Star có thiết kế khá là sang trọng và nó đã trở về cái thiết kế đặc trưng của dòng A, tức là khung kim loại cứng cáp và mặt lưng kính, và giúp mình làm phần nào liên tưởng đến dòng Note mạnh mẽ. Và màn hình vô cực có kích thước là 6.3 inch, độ phân giải Full HD Plus trên tấm nền là Super AMOLED rực rỡ, mang lại cái trải nghiệm giải trí khá là sống động. Chính vì thế những tác phụ mà chúng ta chơi game, lướt web, xem phim thì không chơi vào đâu được, rất là nịnh mắt. Trên tay mình đang là hai phiên bản, một phiên bản màu trắng và phiên bản màu đen. Và mình thấy là cái màu trắng này nó là kiểu màu trắng sữa, chứ không phải màu trắng tinh đâu. Và cái nhược điểm của các em màu đen này là nó sẽ khá là dễ bám dấu vân tay cũng như là mồ hôi. Tuy nhiên xét về cái mặt mà nó đồng nhất về màu sắc ấy, thì mình sẽ nghiêng về em A6 Star màu đen hơn. Các bạn có thể thấy nè. Và phần thứ hai đó chính là về cấu hình của máy. Sức mạnh của máy sẽ đến từ con chip Snapdragon 660 với 4GB RAM và 64GB ROM, hiệu năng khá là tốt với số điểm AnTuTu là 142.000 điểm. Chính vì thế, A8 Star có thể đáp ứng các nhu cầu thao tác cơ bản hàng ngày hay kể cả việc là chiến những cái tựa game nặng đòi hỏi xử lý đồ họa 3D. Và về tổng quan thì máy chạy khá là mượt mà trơn tru cũng như là xử lý đa nhiễm tốt. Phần thứ ba mà sẽ nói đến đó chính là về camera. Đầu tiên sẽ là camera selfie có độ phân giải cao lên đến 24MP, đảm bảo những bức ảnh selfie rất là sắc nét chân thực. Kèm theo đó là một loạt các tính năng và nổi bật nhất chính là tính năng Smart Beauty, Pro Lighting hay là Selfie Focus. Tuy nhiên thì cái phần xóa phông thì nó vẫn còn khá là lem nhem ở cái phần viền. Còn về camera kép ở mặt lưng sẽ được đặt dọc giống như là iPhone X với độ phân giải là 24MP và 16MP, khẩu độ f1.7 giúp chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Và kèm theo đó chính là các tính năng như là xóa phông, bokeh nghệ thuật, toàn cảnh, chuyên nghiệp, làm đẹp, lấy nét động, slow motion. Còn với chất lượng, camera sau mình thấy khá là ấn tượng, màu sắc rất là trung thực và sống động. Và ở cái bức ảnh mà mình chụp mây thì mình thấy rất là ấn tượng, kiểu như là màu sắc nó giống như là mình nhìn bằng mắt thật luôn ấy. Phần tiếp theo sẽ là về phần bảo mật. Tính năng nhận diện gương mặt của máy thì mình thấy nó cũng khá là nhanh và nhạy. Nó có thể nhận diện được trong điều kiện thiếu sáng hoặc là ngược sáng. Còn về cảm biến vân tay được đặt ở cái mặt lưng thì mình thấy là cái vị trí đặt nó vẫn khá là cao, nên là những cái người dùng có tay nhỏ sẽ gặp đôi chút khó khăn khi mà với đến. Và thứ năm sẽ là về dung lượng pin. Máy có dung lượng pin cũng không quá khủng là 3700mAh mà thôi, nhưng mà nó có thể đủ sức cân được cái màn hình 6.3 inch, cũng như là giúp các bạn có thể sống sót sau một ngày dài làm việc đấy. Và cuối cùng chính là những tính năng khác đặc biệt trên chiếc điện thoại A8 Star. Tính năng đầu tiên đó chính là Dual Messenger, giúp các bạn có thể đăng nhập hai account trong cùng một ứng dụng nhắn tin, hoặc là có thêm chế độ một tay hay là chế độ đa cửa sổ. Thì những tính năng này đối với một số người sẽ chỉ là vô thưởng vô phạt mà thôi. Tuy nhiên với những bạn có nhu cầu sử dụng cao hoặc là các bạn có cái tay nhỏ thì nó sẽ vô cùng là hợp lý cũng như là nâng cao cái trải nghiệm của người dùng. Và vừa rồi chính là bài mở hộp chiếc điện thoại này cũng như là đánh giá nhanh trên tay em A8 Star. Và các bạn thấy là các bạn thích cái phiên bản màu trắng hay là màu đen hơn thì nhanh tay comment xuống bên dưới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. À và hãy nhớ là nhấn like và subscribe kênh YouTube B Channel nữa nha. Bye.